Xin chào anh em. Chửi cho bánh nóc, chửi cho nó xả cơn giận, chửi cho nó đỡ nhục, đỡ nhã, chửi cho nó đỡ cay đắng cuộc đời các bác nhé. Trên đời nó vẫn còn rất nhiều loại cầm thú, nhiều loại chó má, nhiều những thành phần gọi là trộm cắp các bác ạ. Cuộc sống thì nó là muôn màu. Cuộc sống thì luôn luôn nó là muôn màu. Đây, lắp cao su nó bịt vào cái mả bố đây, xin pơ xin củng gì đây. Kính này thì nó đã dùng qua, vẫn dùng được, Discovery anh em nhé. Đây là một thành phần trộm cắp. Kính này của mình thì nó là kính đắt tiền rồi, anh em nhìn thì biết rồi, không cần phải trình bày. Đây, tớ sẽ cắn nó ra. Nó thật sự với anh em là chơi thì chơi cho nó đàng hoàng. Bịt mẹ con chó. Kim Tuyền hay là Kim Tuyến, từ chối nhé, từ chối nhận nhé. Sen Bình, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Quảng Bình quê ta ơi. Anh em nhé, 0981118805 8805. Thì mình không muốn chửi bậy nhiều, bẩn kênh với tút của mình ra. Đơn hàng của mình với cái giá trị là 2,6 triệu. Giá trị là lên đến tận 2,6 triệu. Anh em nhé, mình giấu cái tên của mình đi gái, mẹ không chúng nó nhìn thấy nó chửi mình. Đấy, anh em nghĩ sao? Một ngày làm được bao nhiêu công, làm được bao nhiêu nương. Đã là đam mê thì bỏ đồng tiền ra, xin vợ xin con, không thì điên cắp ăn trộm mà. Con người ta đã là đam mê súng ống đây, có tiền thì chơi, không có tiền thì thôi, làm gì mà phải khổ đấy. Đây này, ngày trước mình rất nhiều shop ăn cắp nhé, nhưng mình nói thật sự ăn cắp ở đâu cũng có, chả phải kiêng đâu. Trước thì Thái Bình cũng ăn cắp này, rồi Tuyên Quang cũng ăn cắp này. Mình nói không phải nói khấu kệ ai cả, nhưng mà ở đéo đâu cũng có thằng ăn cắp. Ít mẹ, kể cả thằng già đến thằng trẻ cũng ăn cắp. Nhưng không hiểu nó ăn cắp về để nó dùng. Nó dùng với mục đích là đi bắn chim, đúng không? Nó dùng với cái mục đích là để đi bắn chim. Thì khi mày ngắm cái kính của tao thì mày sẽ thấy là cái hậu quả của mày để lại rất là khó chịu và đau đầu và nhức óc khi mày xem lại clip này của tao. Mày lấy được của tao 1 đồng thì chắc chắn mày sẽ mất 10 đồng. Ai thấy thôi, các bác công nhận không? Cái người ta làm ăn chân chính đéo được, chỉ rình rình điên cắp. Điên cắp, mẹ cái loại điên cắp, sao bắn con chim về cho bố mẹ anh chị em ngồi ăn như chó. Thấy nhục không? Đi mẹ thấy nhục không? Nhục quá đúng không? Luôn luôn nghĩ là tao luôn luôn là thằng ăn cắp. Bởi vì sao? Cái kính luôn luôn kề vai sát cánh với mày, thì mày luôn luôn nhớ đến tao và nhớ đến số tao. Và mãi mãi đến lúc chết mày không bao giờ, tao khẳng định những thằng ăn cắp mày không bao giờ quên. Ai ăn cắp thôi các bạn, có người ăn cắp cái nọ ăn cắp cái kia, nhưng đừng lấy ăn cắp về mình dùng. Người ta ăn cắp để người ta buôn bán kinh doanh ở kiếm lời, vì gia đình nó khó khăn thôi thì đi ăn cắp ăn trộm. Nhưng mà ăn cắp xong lại về để dùng, tôi chưa thấy một thằng ăn cắp nào ăn cắp xe đạp, ăn cắp xe máy hoặc ăn cắp điện thoại, nó điên cướp sau nó về nó dùng. Chả bao giờ nó dùng, nó về nó bán con mẹ đi này, lấy tiền đi tiêu đỡ đau đầu. Thì mẹ đi ăn cắp cái kính ngắm sau mang về để dùng, để dùng để bắn chim chứ này. Bắn chim sau này bố ăn, con ăn, mẹ ăn, vợ ăn, ông bà ăn, cả nhà ăn, bạn bè ăn, oai như cóc. Mẹ tao vừa thửa quả kính đẹp long lanh không nhỉ, vừa sơi được quả xốp này, cái kính long lanh ngon lành cành đào. Đấy, thế nên là nó nhiều cái yếu tố các bác ạ. Tôi cứ khuyên các bác như này, đã là đồ chơi để mình dùng, đừng bao giờ ăn cắp, đừng bao giờ đi ăn cắp ăn trộm để về lấy cái của dùng cá nhân. Bác nào mà có ý định thì nghỉ nó đi, bởi vì cái đồ dùng của mình nó phải sạch phải sẽ. Đừng mỗi dậy, mỗi sáng thức dậy dậy lại cưỡi trên con xe đạp ăn cắp, sau lại con nó đi cưỡi, con nó đi chơi thì luôn luôn lo lắng là ở cái xe tao ăn cắp đấy, ra đường rồi nó gặp được nó đánh cho lát người. Luôn luôn là như vậy. Tốt nhất các bác đi ăn cắp xong rồi bán nó đi thì còn được, chứ đi ăn cắp đồ chơi của những các shop người ta bán để về dùng vào việc cá nhân bản thân của mình
Thì tôi nghĩ nó cái hậu quả của nó kể cả nó chả có cái hậu gì đâu. Nhưng mà nghĩ đến nó nhục, có nghĩa mỗi lần vác cái khẩu súng trên vai lại nghĩ là tao là thằng cắp. Nhục không? Quá nhục đúng không? Thế thôi, chúc anh em ăn cắp vui vẻ nhé. Đấy, ăn được nhiều chim, bắn cho chính xác và kính nên là kính chống rung, chống giật, chống nhảy tâm. Không bao giờ mình sợ bị nhảy tâm đâu. Dùng thậm chí đến 20 năm, 30 năm sau chưa bao giờ bị hỏng đâu. Riêng cái kính của tôi bán ra là kính Canzet HD. Chống rung, chống giật, chống nhảy tâm. Tại vì sao mình nhấn mạnh về chống rung, chống giật? Mình mong là kính không bao giờ bị hỏng và luôn luôn có độ sắc nét tốt và độ chính xác cao để mỗi lần nó ăn con chim và nó nhớ đến mình. Một phút mặc kệ, bắt đầu. Thôi, nói như vậy thôi các bác nhé. Còn anh em nào mà đang có ý định thì tốt nhất nghỉ đi. Vì nó không oai gì đâu các bác ạ. Vì anh em chúng tôi đi kiếm lời một tí thôi, trả lãi của các bác được nhiều đâu. Cũng là cuộc sống, các có tài thì các bác kinh doanh, các bác làm ăn, túng thiếu thì các bác vay mượn để làm ăn. Chứ còn đâu người ta nghiện ngập này. Nghiện ngập thì người ta mới đi cắp ăn trộm. Chứ nghiện ngập thì không ai chơi súng cả các bạn, có tiền hút hít còn chả có để chơi súng đúng không? Trừ khi những người có điều kiện, đó là đam mê. Người có điều kiện là nghiện ngập nó đó là đam mê đúng không? Đam mê ma túy, đam mê thuốc phiện, đam mê ngựa đá, đấy là người ta điều kiện. Chứ còn đã là đam mê súng thì anh em chơi cho nó sạch một chút. Tôi đã là thằng bẩn nhất xã hội rồi mà vẫn còn gặp thằng bẩn hơn. Tôi liều mạng tôi bán súng để dành ít của ăn của để phục vụ cho bản thân cũng như gia đình tôi. Đúng không? Tôi chấp nhận thương đau để tôi phục vụ cho bản thân gia đình thôi. Đời bố củng cố cho đời con. Chứ đi mẹ đi ăn cắp cái đồ mà về để dùng, sau đó là để bán. Không bán cứ để dùng để kiếm cái con chim, bắn con chim thôi về cho bố cho mẹ ăn không thấy nhục à? Tôi nói các bác này, tôi mà như nó tôi đập con mẹ đi. Đập luôn cả súng luôn, đập luôn cả cái bản chất của mình đi luôn. Để thay đổi làm người các bạn. Người ta bảo làm người nó khó lắm. Trộm cắp ba cái lặt vặt và dùng, tôi nói thật sự tôi nhìn trộm ăn cắp suốt ấy. Câu chó câu mèo suốt, nhưng tôi đi câu tôi phải tôi bán tôi kiếm tiền. Tôi hút hít cho nó sướng cuộc đời. Vì đấy cái công của mình. Tôi chả dùng cái gì cả. Hết tiền mai lại đi ăn cắp. Nhưng đây đi ăn cắp mà về dùng thì tôi chịu. Tôi chưa bao giờ thấy cái kiểu người ta bảo điên cắp, người ta điên cắp cướp giật, điên trộm cắp ngoài đường ngoài chợ đấy, xong về bán đi điên cắp đồ chơi xong mang về dùng. Nó kiểu như điên cắp điện thoại các bác công nhận không? Thế xong mang về dùng. Nhục lắm, tốt nhất là ai đang trong gia đình nhà mình đang có cái đồ gì mà ăn cắp, tốt nhất vứt con mẹ đi, đau đầu. Suốt ngày nhìn thấy nó lại nhớ đến mình là thằng ăn cắp, đau đầu lắm, đã là thằng ăn cắp rồi. Nhưng đừng để lại sau này khi mình đột tử nhé, gọi là đột tử bất thình lình. Sau lại cái vật, cái khẩu súng đó, đấy, ví dụ cái thằng ăn cắp của mình, đúng không? Nó đột tử bất thình lình. Thì cái khẩu súng đó là để lại cho con nó, đây là khẩu di chúc của bố để lại, gọi kỷ vật của bố để lại. Không thằng nào được bán, đó là đồ lưu niệm, đồ kỷ niệm của bố con đấy, bố con mới mua đấy, làm đồ kỷ niệm, đúng không? Nhưng cái kỷ niệm đấy đó, cái thằng nó chết con mẹ rồi, nó để lại một cái rớt cho con là mày giữ khẩu ăn cắp của tao đấy, để tôn thờ cái thằng địt mẹ mày nó bán, hiểu chưa? Nhục lắm, đi mẹ bố mày chửi đi chửi thuê thì đúng rồi. Nói thật các bác, thì mẹ đi để em đi chửi thuê thì cũng không phải vừa đâu. Đây chửi theo kiểu nhẹ nhàng, tình cảm mạng mẽo nó còn cấm nọ cấm kia đấy. Chứ chửi thẳng căng thì không vấp tí nào luôn, tát như tát nước vào mặt luôn. Còn những cái loại mà đi mẹ kiểu như là mõm, giang hồ mõm, anh em hiểu chưa? Đấy người ta có bản lĩnh, người ta giang mồm mõm ở trên YouTube người ta có ra tiền. Nó có đánh ai đâu, chửi ai đâu, đúng không? Giang hồ mõm còn có tiền. Đấy, còn đâu mà anh em bàn phím, sợ nhất anh em bàn phím thì mẹ mày bình luận phát chửi nhau ngay. Đánh nhau thách thức nhà mày ở đâu? Rất nhiều thằng hỏi nhà mày ở đâu rồi. Mày nhìn trên cái bưu phẩm mày biết là mày đéo phải hỏi tao. Còn địt mẹ mày đến nhà tao đánh tao á, tao không bao giờ thèm đánh mày, hiểu chưa? Tao không bao giờ thèm đánh. Chỉ sợ chưa rút dao ra thôi đã có mẹ nó cho đi tù một gông, bố mày cứ báo công an hết. Công an giờ đang đói bỏ con mẹ ra, giờ nó cần những cái thằng như thế, đúng không? Giang hồ mõm thịt mẹ mày ngày xưa lúc bé đi đánh nhau, thua thì về phố bố, ở thì lúc bé, đúng không? Anh em các bác có tuổi các bác công nhận không? Lúc bé đi đánh nhau, đánh thua thằng Nguyễn Văn A, thế về phố bố bảo bố bạn A đánh con.
Đấy, ừ thì bố bảo ừ sẽ mai tao đánh chết mẹ đi, thế là xong đúng không? Bây giờ có tuổi rồi, 30-40 tuổi rồi, 20-30-40 tuổi, thậm chí 50 tuổi, đánh thua vẫn về phô bố, nói ai, phô ai, phô công an. Mình bảo nó cứ đi mẹ, sao xã hội bây giờ đã làm đại ca cần cù, phô công an địt mẹ mày chém nhau 10 thằng, đánh một thằng, công nhận là giỏi đúng không? Nhưng để nó chém lại một cái, ví dụ 10 thằng nhé, đánh một thằng, địt mẹ mày chém chết con mẹ này, chém chết con mẹ này, ừ chém nó được cái, chẳng may nó vỡ đại con dao đúng không? Nó chém lại cho bổ dọc dưa luôn, bổ lão luôn, thế là chết. 10 thằng chỉ cần một thằng kia nó vớ được con dao, nó chém cho một phát phủ đầu cả lũ chạy, địt mẹ mình 9 thằng bỏ chạy, còn một thằng chết thằng cẳng rồi. Thua trận, thua trận xong về báo công an là thằng này nó giết thằng này sao để đi tù. Đấy, đại ca giang hồ đầy kiểu đấy các bác ạ, nhiều lắm. Nếu có bản lĩnh ý, đánh nhau tay bo à, thằng nào chết thôi. Ví dụ như giang hồ, tôi xem phim Mỹ nhiều, tôi thấy giang hồ Mỹ bắn nhau, xem phim thôi vì tôi đã sang Mỹ đâu, tôi chưa sang Mỹ. Nó bắn nhau chết sau nó rút xác quân về, có nghĩa là khi bắn vòm 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 hai ba thằng chết đúng không, sau là thằng bên nào thua thì bên ấy kéo xác về, kéo xác cho ô tô xong về chôn đầu chôn, nó không báo công an, trừ khi báo công an là do dân người ta gọi thôi. Khi dân nó gọi đến nó còn cãi nhau, nó bảo không tôi có đánh nhau, hai bên còn nói chuyện với nhau là không không cãi nhau gì, không đánh nhau gì cả, thế là thôi đúng không? Mẹ Việt Nam mình như thế thì mẹ nó kiện cho lòi mắt còn bắt bồi thường. Thế là tôi rất mong các bác này chơi súng ấy tránh tình trạng ăn cắp ăn trộm đi, dù là cái to hay cái nhỏ các bác ạ. Bây giờ bốn thời đại 4.0 rồi, có cái gì không lên không phải mà thiếu thốn quá thì các bác cứ lựa lựa từ từ chơi thôi, đừng vội vàng, đừng ăn cắp ăn trộm làm gì. Ăn cắp ăn trộm nó thể hiện là không tốt các bạn, danh sách nó không tốt, nó không tốt đâu, bởi vì là nó thật các bác chơi nó còn dài, mình có tuổi lớn rồi, lớn rồi suy nghĩ một tí, chứ đừng cái tình trạng là ăn cắp ăn trộm sau đó là về làm cái của riêng của mình. Anh em chúng tôi cũng chỉ là đâm đầu đâm lao theo nao thôi, kiếm được một chút. Đấy các bác cũng vậy thôi, cũng các bác cũng đam mê chơi đúng không? Có cung thì có cầu chứ không ai xin ai cả. Thế nên là các bác cũng phải chơi làm sao cho nó sạch một tí. Đừng để cho nó bẩn, dơ bẩn cái cuộc chơi nó còn dài. Đấy. Trong cuộc sống thì ai chả như nhau. Thằng béo là chả giống thằng nào, có tiền thì là sơi nhau hết, có đúng không? Mai ngồi uống rượu với nhau, anh em với nhau nhưng mà mẹ chỉ vì đồng tiền chém nhau vỡ đầu. Đấy là cái chuyện xã hội bình thường. Nhưng là cái đồ chơi súng ống thì các bác chơi làm sao cho đàng hoàng lịch sự, chứ đừng mỗi lần đi ăn cắp ăn trộm về để làm cái của riêng tư của mình thì nó có ra cái thể thống gì đâu. Sen Bình có nghĩa là rất thanh tịnh đúng không? Xã Sen Thủy vừa là thủy lại vừa là sen mọc nữa, quá quá là hoành tráng, còn lệ thủy nữa ướt át quá. Đấy, trong cái phong thủy thì nhìn cái tên này thì rất là cái huyện này rất là ướt át đúng không? Quảng Bình rất là bình tĩnh và thanh bình, rất là hay, địa chỉ rất là đẹp. Địa chỉ của ông này nếu mà vào sim điện thoại thì quá là tuyệt vời, rất là đẹp luôn, không điểm chê, nhưng mỗi con người là bị chê. Kim Tuyền, Kim Tuyền cái tên cũng là hay. Đấy, và số điện thoại có xấu ra xa gì đâu đúng không? Số điện thoại cũng là đẹp. Mà sao con người nó bẩn thế? Anh em nhỉ? Sao con người nó bẩn thế? Có xấu xa gì đâu, địa chỉ rất là đẹp nhé, số điện thoại cũng không phải là rẻ tiền đâu, nó cũng tương đối vài trăm nghìn thôi. Nhưng không mua được đâu, vì ông có bán đâu mà mua lại đúng không? Bạc tỷ ngay. Tên đẹp, địa chỉ đẹp, tỉnh cũng đẹp mà con người bẩn, bẩn hơn cứt. Thôi, xin chào các bác, lặng lời một chút các bác thông cảm, nghe ngứa tai thì nghe cho nó vui tai các bác nhé.